Gió giông thì cội cây rung, phương xa có giặc tung dung đằng nào. Trời Tây chúng nó hùng hào, đem lòng gây gỗ máu đào tuôn rơi. Chừng đó mới trời ơi đất hỡi, mang khổ hình chỉ bởi chẳng tu. Ham vui quyền quý dại ngô, chữ sang danh vọng như mù đi đêm. Còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp toàn cầu, ó ré một nơi. Một là tình hình Biển Đông, hai là núi Ông Cấm này, và nói chung là vùng Thác Sơn Bảy Núi. Chỉ vậy thì khắp hoàn cầu ó ré một nơi nhìn xem Châu Ngọc Chiều Mơ. Là dưới này có Châu Ngọc không à? Sao Châu Ngọc Chiều Mơ sao đời không sớm tách rời khỏi mê? Hả? Như vậy thì nói tới là đức thầy nói nghe. Tôi nhắc lại. Lao sao bể bắt non tàn. Đó, thì lao sao là lộn xộn, bể là biển. Lao sao bể bắt non tàn, quân phiên tham báo xa gần cũng qua. Rồi tranh phân cho gõ tài ba cùng nhau giành giật mới là thay phơ. No chiều lại đói mơ dương tràn sắp dướng bệnh trời. Chúng ta đã có một cái thời công phu. Thì vừa qua rồi thì cái thời công phu đã qua. Kế đến là xin trân trọng giới thiệu đồng đạo dưỡng đến đây để diễn ngâm qua những lời châu ngọc của tổ thầy. Kính thưa quý vị, tất cả chúng ta ngày hôm nay cũng đã mệt, mà giờ đây quý vị mình nghe đồng đạo dưỡng diễn ngâm qua những lời châu ngọc của tổ thầy. Kính thưa quý vị, xuân đẹp nhờ có muôn hoa, nhờ tu nhờ có chiếc áo, bà ba dịu dàng muốn cho linh động đạo tràng. Mời quý vị ủng hộ cho đồng đạo dưỡng một tràng phát tay khích lệ tinh thần quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đại đoàn của chúng ta khoảng 50 người có hơn đâu gì, nhưng mà lúc này chắc ngày sau còn ít. Nhưng mà thật sự ra thì ít hay nhiều cũng vậy, như cái bộ phận người Thánh Phật Giáo Hòa Hảo để phổ truyền chánh pháp nhà Phật, thì đằng này chúng con cũng xin nguyện ít hay nhiều, một hay hai hay nhiều, thì chúng con cũng sẵn sàng để cố gắng để đem hết khả năng của mình để mà truyền đạt lại cho quý vị cùng nghe. Thì tuy rằng là trên dưới mười mấy người, nhưng mà kể ít nhiều gì cũng được hết quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Thì để tiếp tục chương trình thì anh cháu cũng xin đọc lại một đoạn sấm thi của đức thầy trong bài cho cô năm Võ Thị Hợi ở Bạc Liêu, mà quý vị cùng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Hai gian tu tâm dường tâm lành, đừng cho pháp thiền na dốc thực hành, chớ nhiệm trần hoàng được phong son. Chim bao cuộc thế chẳng nhớ lại câu hồng thề, tình ngộ nghe thầy dạy hỡi con, hỡi con đời tục rất hồi tâm.
trí huệ trao dồi kiếm nẻo thanh mang kiếp hồng trần sanh lạc quốc hưởng công niệm Phật rất yên lành thầy thấy con ngày nay đóng cõi trần đường tu lo lắng chẳng ân cần thương thái công hòa tu từ trước lại muốn bỏ đành gốc thiện nhân sớm về nhà lo sám hối cầu trên Phật tổ dài mê căn ắt là hồn trẻ còn chi nữa địa ngục trầm luân cách thượng tầng Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ để cho. Dạ kính thưa quý vị, thì để thay đổi một không khí thì Quỳnh Hai đến đây cũng như hôm đông na là cũng như là đêm cuối rồi, thì anh Hai cũng sẽ tâm tình và truyền đạt hết những cái sự kinh nghiệm trong đời sống tu của mình cho cô bác mình ở phương xa hiểu được giáo lý của Đức Thầy, rồi chúng ta về nhà chúng ta tu và hành đạo quý vị. Và để ủng hộ cho Quỳnh Hai, mọi người ủng hộ tràng với ta quý vị. Dạ, cảm ơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đức Thầy Đại Từ Đại Bi Đại Hạnh Đại Nguyện Kim Sơn Phật. Kính thưa cô chú anh chị em, thưa chư đồng đạo kính mến, thưa quý vị, thấm thoát thì khoảng thời gian 3 ngày thì kể như 2 ngày đã trôi qua, ngày mai nữa là cái ngày thứ 3 thì cũng chia tay với quý vị mình. Thì nói tới chia tay thì không làm sao khỏi bùi ngùi, vì tất cả cô chú cùng anh chị em có những cái khoảnh khắc vàng cùng chúng con du sơn hành hương, tuy là thời gian rất ngắn nhưng mà nó có nhiều kỷ niệm. Con rất là cảm động. Con xin mượn cái đoạn giảng của Đức Thầy để tâm sự quý vị trong cái buổi tối ngày hôm nay bằng cái câu là không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Quý vị mình chịu trao đổi cái đoạn này không ạ? Chịu không quý vị? Thì vì vấn đề mà ruột năm non đó, lẽ ra tôi cũng dắt nãy là tôi nói đã gác cái đề vô ruột năm non đó. Thì thường thường ông Hai này ông hay không cho vấn đề đó, đúng không? Một là ông nói có liên quan, mà cái này cũng phải là hay thiên cơ, bởi vì tôi nói trong ruột năm non đó là ai là cái người đi vô đó, này đâu phải là cái diện thiên cơ, cái này nó thực tế mà. Ai là cái người đi vô đó để biết thiên cơ. Thì nếu mà có duyên khi mà chúng ta dừng chân nơi khác thì chúng ta sẽ tiếp tục. Còn cái này chỉ nói vấn đề này thôi. Lẽ ra là sẽ
sẽ tâm sự nói hồi trưa đó, thì tôi sẽ nói luôn. Thì giống như ở tịnh xá của sư cô đó, tịnh xá Quan Âm á, thì các sư cô cũng đem máy móc phục vụ cho mình. Thì quý vị mình biết là tôi thì từ xưa đến nay đó là các chùa truyền, các tôn giáo tôi cũng nói. Hồi nãy ông hai ông hiểu lầm tôi là sợ kỳ thị tôn giáo. Đã mình bước từ cái tôn giáo này tôn giáo kia mình nói chuyện đạo thì không bao giờ có kỳ thị tôn giáo nào hết. Cho nên làm sao là chỉ nói cái cách cho quý vị mình tu thôi. Thì thôi đi về vào cái chương trình chính để nói cái mệnh đề không tu chừng khổ cũng ưng. Thầy thưa quý vị, nếu mà trong cái thời kỳ mạt pháp cùng cuối này, nếu mà chúng ta khuất mỏng nghiệp về chứng sâu huệ cạn, ngày xưa 10 tu mới qua giác ngạn, nay một tu cũng đáo Tây Phương, chỉ một kiếp Tây Phương hưởng thoát mới đồ dứt cuộc luân hồi. Cho nên đó là nếu mà chúng ta thấy Đức Thầy dạy là chúng ta tu cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục mà ngao du tiên đài. Diêm phù chân chúa trọng người tu, hành phạt ác hung chốn cửa tù, tiếp nghinh những kẻ lòng nhân đức, hở bớ dân trần hãy gắng tu. Đức diêm chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong dòng lục đạo. Nếu mà chúng ta không tu, chừng khổ cũng ưng. Như vậy thì khổ đó cái gì mà chúng ta ưng? Cái từ ưng đó là thuận. Nếu mà chúng ta không tu, hàng ngày chúng ta có những cái tánh hung hăng đâm chém chặt bầm đó. Như vậy thì chắc chứa điều hung dữ trong tâm. Thì nào đoạn xa khác đó là nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến luân thường thảo hiếu, rồi hâm đánh giết những người hèn yếu, hiếp xóm chòm cô bác chẳng kiên, rồi trong gia đình chửi rủa liên miên, hết dương thế kêu sang thần thánh, chẳng kiên nể Phật trời thượng cảnh, mà cõi long cung mờ thỉnh tối ngày, đời ám u tội trạng thảm thai, phiên bá tánh bá gia ráng bỏ, gương cổ phụ còn roi lợi đó, sao không theo nề nếp ông cha, mà chư thánh thần đâu có mất lòng, mà kêu ghéo đông tây nam bắc. Mấy câu trên toàn là ròng rặc, những đàn bà khe khắc cháu con, kể từ nay hãy giữ cho tròn, không chừa dứt ắt mang tay ách, lựa lời tuyến dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ, tích thiện thờ thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đắm. Cho nên ở đây đó là hàng ngày chúng ta kẹt trong cái ác giọng ngữ. Thế thầy nói ác giọng ngữ thứ tư cũng cấm, nói thêm thừa quyển hoặc đủ điều, ghét người thì kiếm chuyện dệt thiêu, thương vẹn lã lẽ thấp cao bào chữa, đời bất công mấy ai xem sửa, trên điêu hoa dưới chẳng phục tùng, phiên nhân sanh lấy lẽ trí công mà ăn ở nói năng chân chắc. Phật từ bi độ trong nhân vật là luật kinh dạy rất tinh tường, nếu chẳng nghe là hồn vướng tai ương, chừng ấy mới kêu mà khó rước. Thưa quý vị, chúng ta tu cái kiếp này, chẳng những cái kiếp này mà cho bản thân mình, mà còn cho chúng sanh nhân loại. Bởi vì cái đạo chúng ta là tu cầu thường nguyện cầu siêu độ tổ tông với bá tánh vạn dân vô sự. Đời quân hạ nhiều người hung dữ nên xảy ra lắm sự tai ương. Đức Di Đà xem thấy xót thương sai chư Phật xuống miền dương thế. Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ chừng đói đầu, khó kiếm điên khùng cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Cho nên khi mà tất cả chúng ta thấy đó, cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến, sao dương trần chiếu mến chằng mê, mắt nhìn ngoại quắc thảm thê, nam mang kinh khổ cũng kề bên tai. Cuộc thế giới chuyển lai như chóng, phiên văn tình hãy lóng mà nghe, lam kiều hữu lậu dán que, mà ngục môn không kẻ cửa mà hè nhau đi. Thảm cho kẻ trẻ hài nhi liệu điệu, vợ xa chồng bận biệu thê lương, phong trần dài dạng gió sương, chư bang ham báo hùng cường đua tranh, còn một cuộc chiếu manh giành xé, khắp hoàn cầu ó ré một nơi. Chiếu manh giành xé khắp hoàn cầu ó ré một nơi, dòm xem châu ngọc chiều mơ, sau đời không sớm tách giờ cõi mê, để đến việc thảm thê thê thảm, mắt phàm trần tường lãm bi ai, cũng đồng cốt nhục hoài thai,
Đức Thầy nói, nên ta gắng sức miệt mài giải phiên, thì giới phú thằng tiên giá bút, bở cơ trời đà thúc bên lưng. Mới tới cái câu là không tu chừng khổ cùng ân, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Thưa quý vị, khi mà chúng ta tu đó là chúng ta là hạnh phúc của thân hiện tại, tu là giải khổ cả đời sau, tu là nhẹ kiếp khổ đau, tu cho hồn khỏi lạc vào đường mê. Sớm tu được là sớm kề sen báo, sớm tu được là phiền não sớm tan. Mau tu kẻo để muộn màng, vô thường chẳng đợi mà thời gian không chờ. Cho nên á, là ông này ông nói tôi nghe chú nói về cái vô thường tôi sợ quá, nói về nhân quả tôi sợ quá, tôi cũng muốn tu lắm mà chắc cũng phải từ từ tôi phải tu. Cái tôi nói muốn tu á, thầy nói là muốn tu còn đợi chịu mơ phen phiên người ghèn sớm xài lâu hư. Cái ông nói làm gì làm cũng phải từ từ. Tôi mới nói từ từ ơi hở từ từ, đến chừng bị tử mà còn đâu từ từ. Chết queo tu vậy. Đức thầy nói ráng tu đặng mà chết, đừng để chết đến mà chẳng có tu. À, như vậy thì không có hứa được quý vị, không có hẹn được. À, bởi vì thân người như sắt trên đe búa, trời nhật nguyệt đập đè ngày đêm, qua một phút là chết thêm một phút, cứ đi lần cho đến tắt hơi, đâu ngày nào được nghỉ ngơi. Nếu mình hẹn mốt hẹn mơ là lầm. Muốn tu mà đợi chiều mơ phi người ghen sớm xài lâu ư? Cho nên cái vô thường không đợi chúng ta. Vô thường mau lẹ sớm hồi đầu, thân này tuy có chẳng bệnh lâu, mai lo danh lợi chiều nhắm mắt khá, mai ông niệm Phật kẻ bắt đầu, phiên ai tin đắng tầm giải thoát, không tu khi chết biết gì đâu. Ngày đêm gắn nhớ câu niệm Phật, nguyện về cực lạc mới khỏi đọa sau. Như vậy thì khi mà quý vị mà biết đó là Diêm Vương chú định tam canh tử định bắt lưu nhân đáo ngũ canh, nghĩa là Diêm Vương chú định canh ba sử chẳng đợi đưa người đến canh năm. Mình không hẹn được ông kia ông rủ mình đi đâu hả, mà bắt buộc mình đi đâu đó mình hứa được quý vị, rủ mình đi đâu mình hứa được. Nhưng mà ông hắc bạch vô thường, ông ngu đầu mã diện, bốn ông này mấy ổng lên rồi đó ha, rủ là đi liền đó. Cho nên quý vị mình biết đó là gọi là Diêm Vương chú định tam canh tử định bắt lưu nhân đáo ngũ canh, nghĩa là Diêm Vương chú định canh ba sử chẳng đợi đưa người đến canh năm. Cho nên nó là khi mà chúng ta hiểu được cái số vô thường thì quý vị mình thấy đó là chúng ta thấy trải qua tới 10 cái điều chết cho chúng sinh nhân loại. Một là quý vị mình biết đó là đại dịch Covid-19 gửi thông điệp là cái chết thứ nhất là chết bệnh, là chết đau đó. Sau này lớp đau chết kể thôi vô số đó. Cái thứ hai thì quý vị mình biết là gửi cái thông điệp thứ hai là cái thông điệp chiến tranh tàn khốc do người tàn bạo gây nên, là Nga với Ukraine đánh. Nhưng mà quý vị mình biết chưa dừng lại đó. Cái màn 3 đó, đại chiến lần thứ 3 đó là mở màn bí mật đó. Thì quý vị mình thấy là tình hình ở Biển Đông hồi sáng tôi có nói thoáng qua đó, là cái đất nước Việt Nam chúng ta nhầm một cái túi đựng dầu khổng lồ. Mà khi mà thế giới hiện bây giờ đó là trên 20 nước ở cái vịnh Cam Ranh ở đất nước Việt Nam chúng ta, tàu chiến máy bay, bài chiến thôi khủng khiếp ở nơi đó. Thì quý vị biết là nãy tôi đọc là còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp toàn cầu ó ré một nơi. Một là tình hình Biển Đông, hai là núi Ông Cấm này, và nói chung là vùng Thác Sơn Bảy Núi. Như vậy thì khắp toàn cầu ó ré một nơi, nhìn xem châu ngọc chiều mơ. Là dưới này có châu ngọc không à? Sao châu ngọc chiều mơ, sao đời không sớm tách rời khỏi mê? Hả? Như vậy thì nói tới là tại sao Biển Đông mà tôi nói trước, để thầy nói nghe, tôi nhắc lại. Lao sao bể bắt non tàn. À, thì lao sao là lộn xộn, bể là biển, mà non là núi. À, lao sao bể bắt non tàn, quân phiên tham báo xa gần cũng qua, rồi tranh phân cho gõ tài ba cùng nhau giành giật mới là thay phơ. No chiều rồi lại đói mơ dương tràn, sắp dướng bệnh trời từ đây. Khi mà quý vị mình biết là khởi lên cái chiến tranh á, dùng ở Biển Đông không phải là vừa đó quý vị. Đức thầy nói khi mà đụng tới đó, cái chuyện đó mà sống dậy lên á, Biển Đông mà sống dậy lên đó thì không phải là chuyện bình thường. Giai đoạn này là cái giai đoạn cực kỳ khốc liệt cho chúng sanh nhân loại. Cho nên lúc này đó là Đức Thầy mới diễn tả qua là một đoạn như thế này nè.
mặt nước biển lô nhô lặng hợp, chim đua bay cá lại tranh mồi, ngọn thủy chiều nô nức sục sôi, bầu trái đất một phen lưng chiền. Quý vị mình thấy rõ ràng không? Này giáo lý Đức Thầy nói đó là cái đoạn đó y vậy đó. Cho nên quý vị ơi, bị gì hạt nhân xuyên lục địa không quý vị? Khi mà bấm nút đó là nước nó sôi luôn. Nước sôi luôn quý vị. Đó, như vậy thì mặt nước biển lô nhô lặng hợp, chim đu ba cá lại tranh mồi, ngọn thủy chiều nô nước sục sôi. Màn ở hạt nhân xuyên lục địa nó bấm một cái đó là ngọn thủy chiều nô nước sục sôi, nhưng mà bầu trái đất một phen lưng chuyển. Thì khi mà dùng hạt nhân xuyên lục địa bấm một cái là bầu trái đất một phen lưng chuyển, nước sôi động tới năm chèo. Động tới năm chèo, lúc này ông năm chèo mới ra mặt quý vị. Ra mặt. Ông năm chèo lúc này ông ra mặt. Khi mà vũ khí hạt nhân xuyên lục địa là lúc này đó, là ông năm chèo xuất hiện là ông thu phục ngũ hành. Ông xuất hiện lên là ông thu phục ngũ hành quý vị. Đặc biệt ông năm chèo là ông có năm chân đại diện cho chúa chùm của ngũ hành. Mà sao ông chúa chùm này bị ông Phật thu, là thầy chúng ta thu ông năm chèo. Thâu cho được con long ác nghiệt thì khắp nơi biết mến yêu, chúng sanh nên cầm quạt ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tắc, thì đạo hạnh ngày kia mới đắc. Chứ hờn đứa giữ ích chi, phận tu hành tai gác mặt lì, chịu cay đắng của người sanh sớt. Nãy mấy quý vị này đi về sau đây phải không? Tôi thấy rõ ràng mà. Cho nên khi mà quý vị mình biết đó, chưa dừng lại đó, ý trời sao ó biến bay, cá kia biến loại tại ai sai ngừng, súng đâu mới ngưng nổ giữa chừng, chư ban thập bát ngập ngừng ngẩn ngơ. Khi mà đụng tới năm chèo là ông thu phục ngũ hành. Hồi lớp nãy thì tôi nói là mặt nước biển lô vô lặn hợp, tưởng đâu sóng biển nó hợp lên hợp xuống gì. Tới cuối cùng là giờ là một chiếc mà hạm đội là coi như tàu chiến của nước Mỹ. Lúc đó là cái giàn khoan 91 rút lên rồi đó quý vị mình biết đó ha. Là giấc đó khủng khiếp lắm. Là đất nước Mỹ tặng cho mình đó là 5 chiếc mà quý vị ơi, chiếc nào chiếc nấy bằng xăng vận động đó. Mà bắt đầu là ở dưới đó là 4 thước, nó có một cái phan hầm 4 thước, có cửa, mà trong đó lền chiếc hết trơn quý vị. Chỉ là bấm nút là mở cửa, là tàu lặn trong đó nó tuôn ra cũng như là không thể nào diễn tả được. Nó lên ngoài biển hết. Mà là cái như là 5 chiếc hạm đội nó đều có nhúc chiếc là tàu lặn ở trong đó hết. Cho nên mặt nước biển lô vô lặn hợp. Rồi Nhật Bản nó tặng cho mình 3 chiếc, rồi Mỹ đem qua thêm là 20 chiếc nữa. Đó, thì quý vị mình thấy nó khủng khiếp cho chúng sanh nhân loại. À, nhiều nước để ở cái vịnh Cam Ranh của mình đó, hiện giờ nó là như vậy. Như vậy thì mình cũng không lo. Dù cho đó là mưa nghiệp khắp trời cũng không ướt được người trong hiên. Thì quý vị mình cứ an tâm. Quý vị mình có niệm Phật là chiến tranh là cả chiến tranh, nhưng mà chúng ta coi được chiến tranh, chúng ta thấy được chiến tranh. Chúng ta không chết trong chiến tranh, còn cái người mà không tu chiến này đó là chết ở trong chiến tranh. Tới đó là khí độc nó thải lên quý vị. Thải lên đó là khí độc hạt nhân liên tử đó. Gió nó bay tới đâu đó là con người chết tới đó. Con người hít vô rồi đông máu chết liền, hít vô đông máu chết liền. Nó xâm nhập vào lỗ chân lông đặt máu chết liền. Còn cái người ăn chay từ 3 năm nó báo cho quý vị biết đó là nó kháng được hạt nhân liên tử. Bây giờ đó là cái chất, cái người ăn chay đó là cái máu thanh. Cái máu thanh là cái máu của mình nó bị lỏng lại nha. Nếu mà chúng ta ăn cái máu trượt đó, là máu trượt, khi mà đứt ngón tay ra rồi đó, mình nhiễu máu xuống 1, 2, 3, đặt liền. 3 giây thôi, thì nó máu mình nó đặt liền, nó đặt từ ngoài dành chỗ nào ít nó đặt nhiều trước. Thì khi mà nổi trong vòng 3 giây. Còn người mà không ăn chay để cải thiện được cái máu của mình đó, thì sẽ đẩy lùi cái máu trượt ra đó, thì nó 3 giây nó sẽ chết. Còn cái người ăn chay từ 3 năm đó, khoa học của Nhật Bản minh chứng đó, là kháng được hạt nhân liên tử. Khi mà chúng ta ăn chay từ 3 năm đổ lên thì nó sẽ trải qua, khí độc nó thoáng qua. Nó thoáng qua chỉ có 5 giây hà. Nhưng mà khoa học nó nói là, Nhật Bản nói là phải chịu đựng, cái người ăn chay chịu đựng được 15 giây. 15 giây. Cho nên cái gió nó luồn gió nó bay ngang thì 1, 2, 3, 4, 5 hết vô là 3 giây lụm. Còn cái này đó là mình kháng được 15 giây.
15 giây nó không hề hớn gì hết trơn á quý vị. À, cho nên đó là khi mà ăn chay đó thì đất nước Nhật Bản bị là Mỹ mà bỏ hai cái chế bơm hai thành phố của Nhật Bản đó là Nawasaki Kusawa đó, hai thành phố đó là chết sạch sành sanh hết. Nhưng mà trong cái tu viện đó còn sót mấy vị người ăn chay. Mấy cái người ăn chay trong đó, trong cái tu viện đó đó là còn sót mấy người ăn chay. Cho nên khoa học của Nhật Bản mới lấy gút máu của người ăn chay đó là thí nghiệm. Cho nên Nhật Bản mới truyền là nguyên cái đất nước Nhật Bản toàn bộ phải ăn chay, không phải là tu. Không phải người ta bắt tu, nhưng mà ta nói ăn chay để kháng hạt nhân liên tử. Hiện bây giờ đó là ai muốn mà vô cái lò hạt nhân liên tử của Nhật Bản để làm lương cao gấp 10 lần với 100 lần ở ngoài thì phải ăn chay. Người nào ăn chay ít nhất là 5 năm. Còn người nào mà ăn chay đó là 10 năm là được nhận vô trong làm cái công việc khó ở bên trong. Còn cái người nào ăn 5 năm thì ở ngoài khu vực của lò hạt nhân liên tử của Nhật Bản. Còn những người mà sống gần cái khu vực đó thì quý vị mình biết đó là người ta cho di dời đi hết cái khu vực. Cho nên để mà lò rỉ của hạt nhân nó rỉ ra rồi là đông máu chết liền. Cho nên cái này đó là nếu mà chúng ta không tu thì sẽ vướng vào những cái kiếp nạn. Một là bệnh dịch hoành hành chết. Hai là quý vị mình thấy đó là chiến tranh chết. Ba là hổ lang ác thú chết. Đức Thầy nói hổ lang ác thú muôn bày lớp bay lớp chạy sau này đa đoan. Ai mà ăn ở nghinh ngang là đón đường nó bắt xé tan xác hồn. Quý vị biết là ông Năm Chèo xuất hiện là tất nhiên là thu ngũ hành. Lúc đó đó là quý vị biết là trời mở cửa quỷ dương xuống thế. Cho nên Đức Thầy nói nên ta mới ra tay cứu thế, kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Sao quỷ dương đi đứng nửa lần, thêm tên tuổi chúng sanh nó biết, làm đủ cách xuống lên tha thiết ở ngoài đường nó biết tên mình. Tin cùng không thì cũng mặc tình chứ. Thầy nói chứ ta lắm công trình dạy dỗ. Như vậy thì ở đây muốn nhắc lại những cái bí hiểm mà Đức Thầy nói mà đôi lúc chúng ta chưa có nghiên cứu, chúng ta chưa thấy được những cái này. Thì quý vị mình thấy đó là tới đó là quý vị mình biết đó là tất cả chúng sanh bị thảm họa. Rồi bắt đầu tới đói chết. Cái mạng đói chết nữa quý vị. Mà Đức Thầy nói dương trần sớm liệu bắp phai, cháo rau đỡ dạ tháng ngày cho qua, nhắn cùng bổn đạo gần xa tu hành trì trí mới là liễu mai. Nhưng mà đoạn khác cũng nói là đói thì ăn bắp ăn phai, hết bắp hết phai chiều mai ăn đá. Quý vị có nghe đoạn này không ạ? Hết bắp hết phai chiều mai ăn đá. Vỗ tay vỗ đi. Ở đây chứng minh cho đồng đạo mà được Đức Thầy cho ăn đá. Nó có sách mách có chứng đàng hoàng chứ không phải nói ăn đá cái quý vị mình nói sao kỳ á, ăn bắp ăn phai, hết bắp hết phai chiều mai ăn đá. Ai là cái người mà ăn đá? Thưa quý vị, lúc mà Đức Thầy đó dắt Đức Ông đi núi Tà Lơn, rồi khi mà về mở đạo thì ông bị đài ông không tin, tức là ông Ngô Thành Bá đó là dòng họ của Đức Thầy đó, thì ông này cũng không tin lắm. Thầy nói đài à, dắt ông cả đi đó, ông cả chưa có ghi lại thì thôi tao dắt đài đi chuyến này đó, đài ghi lại nha những cái điểm đó để sau này cái hàng hậu tán tín đồ giáo hòa hảo có đi lên trên này giếng, ở trên này đó thì ghé mấy chỗ này giếng. Thì lúc này đó là kêu ông Biện Đài đi, ông Biện Đài ông đi ông than khổ. Thầy nói khác hơn Đức Ông. Đức Ông than khổ thì Đức Thầy nói ông cả à, ông ráng đi đi chinh non một ngày đó bằng giải quả căn dưới trần một tháng nghe ông cả. Đó là thầy nói với Đức Ông. Thì cái lịch đi đó là 8 ngày, mới có 6 ngày là Đức Ông đã rút về rồi. Rồi xuống chân núi rồi, đi trên này xuống chân núi rồi, cái ngày thứ 6 xuống chân núi rồi thì quý vị dấp vô cái hòn đá chút xíu thôi, quẹt chày cái giò thôi. Không biết sao ông làm độc, ông vừa lên xe là ông nhức từ trên Campuchia, ông nhức dài về tới nhà mà nhức đúng 2 tháng.
lẽ đi thêm 2 ngày nữa thì giải quả căng cho ông cả hết rồi. Nhưng mà cái đó mình đóng ngoặc lại là nói về ông Biện Đài. Thì ông Biện Đài đi cũng than khổ vậy á, mà Đức Thầy nói khác hơn Đức ông. Thầy nói Đài à, dáng đi trên non này nghe, một ngày trên non này là sao không xa địa ngục 2 tháng nghe. Một ngày là trên non này không xa địa ngục 1 tháng nghe Đài. Thì ông Biện Đài cũng than mệt như vậy. Nhưng mà một ngày đó đi đó, ông Biện Đài nói quá đói rồi thầy ơi. Mà không biết thấy chùa chiền gì, không thấy nhà cửa gì hết. Thì Đức Thầy nói nếu mà đói á thì nướng phai ăn. Cái ông Biện Đài nói phai đâu đây nướng. Cái nói thôi Đài đi kiếm củi khô đi, gom lại đây giúp lửa đi, cho cháy lên rồi lấy phai nướng ăn. Thì khi mà ông Biện Đài đốt lửa lên cháy phần lên là nhiều củi lắm. Thì Đức Thầy nói để mấy củ phai vô. Biện Đài nó phai đâu mà đá cục bị lớn gì nữa gì. Đá cục bị lớn gì nè. Thầy nói phai đó. Sau này cái người đời không niệm Phật đó dòm thấy đá. Còn bà con mình đó, niệm Phật đó dòm thấy phai. Nó nhỏ nghe đó. Nó lớn người ta phân bì. Thì lúc này đó ông Biện Đài ông sững. Thầy nói tôi nói phai là phai, ông cứ để vô đi nướng phai đi. Thì Biện Đài cũng nghe lời, bị gì ông da nhỏ mà ông tính đồ nữa, ông để vô cũng 5-6 cục vậy đó. Cái đốt một hồi cái để thầy nói phai chín rồi đó Đài ơi, lỡ ăn Đài. Ông Biện Đài ngồi cù sụ vậy đó, ngồi sụ sụ chỗ vậy đó quý vị. Cái thầy nói không ăn, tôi ăn à nghe. Thì Đức Thầy mới lấy cái cây khiều cái cục đá ra. Mà Đức Thầy khi khiều cục đá ra rồi đó, Đức Thầy mới phủi sơ sơ cái bụi đó, Đức Thầy mới lột cái vỏ đen ngoài ra. Lột cái vỏ đen ngoài ra thì ông Biện Đại ông nói tẹn ôi, nó thơm gì mà nó thơm lạ lùng, nó thơm. Ông nói là nước giải ông guộn, ông thèm á. Nó thơm gì mà nó thơm lạ lùng lắm. Phai nướng mình nghe cái mùi thơm là nó chỉ chừng một. Ông Biện Đại ông nói gấp 100 lần cái vụ phai nướng. Nó thơm nó bốc lên nực nồng, nó chịu không nổi. Thì ông thấy thầy ăn, mà thầy ăn tới đâu thấy ngon lành tới đó. Thì ông nói vậy thì là cầm đầu không được rồi. Bắt đầu ông bước lại, ông khều ra cục. Ông lột ra nó thơm mà ăn gì đâu mà nó ngon. Không thể diễn tả cái cách phai nướng của thầy. Thì quý vị muốn nói là bắp hết phai chiều ngay ăn đá. Nhưng mà nhớ kỹ nghe, cái người tu, cái người niệm Phật thì thấy đó là phai. Trong sư giải bán phai mà cái chỗ chùa Quan Âm hồi trưa đó, có 5 cái hình ở trong Tam Bảo đó, quý vị mình thấy không? Sư cô này cũng hòa đồng với Hòa Hảo. Cho nên đó là một là Đức Phật Thầy Tây An, hai là Đức Phật Trùm bên dưới, ba là Đức Bổn Sư, bốn là sư giải bán phai, năm Đức Thầy mình. Khi mà duyên tịch rồi chuyển, cho nên chỗ mà Đức Phật Thầy Tây An Ngài nói như thế này, Ngài nói cho chúng ta biết đó, 7 năm hoằng pháp độ chúng sanh, Nam Việt trùng khổ chiến tranh, Phật Pháp hoằng dương khai ngũ hệ, Thượng Nguyên kiến lập thấy thanh bình. Như vậy thì 7 năm, cái thời của Đức Phật Thầy Tây An ra đời mở đạo chỉ 7 năm Đức Phật Thầy Tây An duyên tịch. Nhưng mà chuyển lại Đức Phật Trùm cũng 7 năm Đức Phật Trùm duyên tịch. Chuyển Đức Bổn Sư, tự nhiên Đức Bổn Sư 12 năm mấy tháng quý vị. Nó lạ vậy đó. Tới ông sư giải bán phai là có tính ra là có 2 năm. Có 2 năm à. Còn muốn học 2 năm nữa. Như vậy thì ông sư giải bán phai là ông lẽ ra cái chu kỳ của ổng là 7 năm. Nhưng mà Đức Bổn Sư hết 12 năm mấy tháng rồi. Thì ổng có chỉ có 5 mấy thôi. Mà mình giống tính 2 năm á, thì khi mà mới chuyển qua tới Đức Thầy chúng ta. Đức Thầy chúng ta là chỉ cũng 7 năm, từ năm 1939 tới năm 1947. Như vậy thì có 7 năm 10 tháng là 7 ngày. Như vậy thì quý vị mình biết đó là Đức Thầy chúng ta cũng vắng mặt. Vậy thì 7 năm hoằng pháp độ chúng sanh,
Nam Việt trùng trùng khổ, chiến tranh Phật Pháp Hoằng Dương khai ngũ hại, thượng quân kiến lập Thái Thanh Bình. Vậy thì những cái bức chân dung hồi trưa chúng ta gặp là năm cái bức chân dung đó là muốn nói lại cái câu giảng của Đức Phật Thầy Tây An. Thì bây giờ đây đó, chúng ta hiểu được cái giá trị và cái lợi ích ăn chay để tỏ dạ từ bi, để sau này nó trải qua 10 cái chết mà tôi kể, là lớp nào mà bệnh dịch chết, đói đau chết, chiến tranh chết, hổ lang ác thú hoành hành chết, động đất chết, mưa bão chết, sóng thần chết. Rồi ở đây đó là quý vị mình biết đó là tới cuối cùng đó là nó tới một cái giai đoạn là tẩy trần. Tẩy trần, nó tẩy trần xong đó là loại trừ hết tất cả cái tạp niệm. Bị gì núi nổ khắp xa gần đều cháy, nước tràn đầy khôn dại cũng trôi, mà trăm đời mỗi một lần bôi, cỏ cây tiêu sạch thú người đều tiêu. Cầm ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến, lấy đá toan và luyện trứng gà. Chúng sanh thử tưởng tượng ra, kiến kia sống chết mà trứng gà nát không. Kỳ đại nạn cũng đồng cảnh đó, thay bèo sát bọt linh đinh, diều tha quả xé mà chúng sanh tử nàng. Chờ vắng mặt gà vàng lố bóng đất, cho mài thỏ trắng bạc tinh. Nhìn vào đại nạn chúng sanh, quỷ thần cũng phải thất kinh dí hồn. Quỷ thần mà cũng phải thất kinh dí hồn. Cho nên đó là quý vị mình biết đó, là cái giai đoạn tới đây, cái đại dịch Covid-19 thấy thảm gì đó. Mà Đức Thầy nói thảm với khổ ngày nay có mấy, sợ mai sao dòm thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Cho nên đó là quý vị mình thấy là bay hồn khiếp vía kể từ đây. Nhắn nhủ cho ai giỏi trách thầy, chờ hạ năm dê chưa nữa nữa. Tuần quần mái tạo cũng dằn xây, dằn xây thuyện tính gõ chơn thầy, chớ nóng tánh phàm chớ giỏi quay. Tới đây đó là quý vị, từ năm 1939 thầy ra đời mở đạo, cái nhiệm kỳ của Đức Thầy từ 2039 đã kết thúc. Nhưng mà ở đó đó là đúng 100 năm, từ năm 1939 tới 2039 kết thúc 100 năm. Mà ngay chăng năm con dê, qua năm dê đến lúc mùa hè, trong báo tánh biết ai hữu trí. Bây giờ là quý vị mình biết 2023 rồi, thì tới 2039 là hết 100 năm. Mà ngay chăng năm con dê mới ngặt chứ, chỗ mà Đức Thầy nói qua năm dê đến lúc mùa hè trong báo tánh biết ai hữu trí. Thì trước đó 3 năm thì bữa đó tôi có nói đó, là quý vị biết 3 năm đầu đó là quan trọng. 3 cái năm đầu mới tới năm dê là 4 năm, là năm rồng nè, gắn nè, ngựa nè, dê nè, chúng sanh thế giới ơi hề thầy phân, chứ không phải chuyện đơn giản. Đức Thầy đã có cho biết rồi, là năm rồng gắn ngựa dê chúng sanh thế giới ơi hề thầy phân. Mẹo đã hết gồng ba dơ dẳng, khắp hoàn cầu nghịch lẳng cùng nhau, lê văn trăm họ sáo sào, rã rờ phụ tử máu đào tuôn rơ. Như vậy thì mèo lui gồng tớ ba dơ dẳng, thế giới chiến tranh nổ khắp cùng. Cuộc đời càng gắt lại càng gây, ngặt mái thiên cơ chẳng dám bài. Gắn núp dưới hang coi ngựa chạy, khỉ ngồi trên ngọn ngó gà bay, mà đông tay trộn gộn chờ che sát. Nãy giờ tôi nói toàn là giáo lý thầy không đó nghe quý vị. Đông tây trộn gộn chờ che xác, mà nam bắc ê hề đất trở thay. Đức Thầy giới thiệu cái cảnh thảm khổ tới như vậy đó. Mà bây giờ nếu mà chúng ta không tu là chừng khổ cũng ưng, chừng những cái khổ đó là cũng ưng, nhưng mà tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Vậy thì tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay là gặp cái cảnh gì? Mà chúng ta hành sao? Chúng ta trì hành pháp môn tịnh độ, mà chúng ta có một cái là phải tập đức tánh phan dung đại độ, tránh tất cả những điều thô lỗ, chẳng ưa gần kẻ bạo ngang tàn. Vậy thì khi mà chúng ta tập cái tánh phan dung đó, thiệt hành đi đừng có ngại ngùng tha thứ kẻ lỗi làm ngu xuẩn, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận khỏi mắt lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo gây gỗ là trái thiết từ bi. Như vậy thì khi mà nói tới ác thứ 10 đoạn chót mê si nguyên tâm tối từ hồi vô thủy, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhận ngụy làm chơn, lo quyển thân giặc chắc kém hơn, chẳng cần biết tinh thần đạo đức. Vì thế cho nên đó là cô chú cùng anh chị em nhớ kỹ rằng ở đây đó, tại sao tôi mạo muội lên nói cái này. Người ta nói bị bắt, bị bớ, bị mờ, bị mọc, nhóc hết, người ta sợ, người ta không dám nói. Mà tôi nói giáo lý Đức Thầy tôi nói là rõ ràng y vậy đó, nói nguyên văn không à.
tôi không có phải là giống người ta kỳ hẹn ngày tháng năm gì đó. Mấy ông bàn thiên cơ kia nói là tháng 2 tới đờ, rồi tháng 3 tới đờ, tháng 4 tới đờ, không có cái mấy ông giờ tháng 5, không có cái ông giờ tháng 6, không có ông giờ tháng 7, không có cái ông giờ tháng 8, không có ông giờ tháng 9, không có ông giờ tháng 10, không có ông giờ cái tới Tết. Ông nói Tết năm nay ăn Tết không được, khổ vậy đó. Cho nên dạ thành thử ra quý vị mình biết đó, là mấy ổng nói như vậy đó là làm cho người ta kỳ thị tôn giáo Phật giáo học. Cho nên ở đây đó là chúng ta không tu chừng khổ cũng ưng, nhưng mà tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Vậy thì tu hành thì mình hành tất cả cái hành động là mình phải hành pháp nhẫn, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận đó, khỏi mắc lòng tất cả mọi người. Đừng giỡn con ngồi xuống đi con, ngoan đi. Như vậy thì tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Cái cảnh đó cảnh gì quý vị? Đức Thầy giới thiệu nè: tớ thầy tôi Chúa cùng nhau gặp, thầy tớ cảnh tiên rõ mặt mày. Vậy thì ở đây đó là quý vị biết Đức Thầy nói để sao coi hội coi hàng, coi tiên nè, coi Phật nè mới ngoan bớ chằng. Coi là coi được Phật được trời, coi phép lạ của tiên của thánh. Nghĩa là tuần xưa kia sắp đặt đã lâu, phải chuyển xây trái đất một bầu, đặng lừa lọc con tiên cháu Phật, gồm một nơi sửa sang tiêm tắc xử phân người cùng vật thưởng phong, cho dương trần gõ lực thiên công có địa ngục thiên đàng hay chẳng. Như vậy thì quý vị mình thấy đó là để sao Phật hát tỏ tường cho xem, cải lương tuần ấy cũ mềm tốn tiền buồn ngủ lại thèm đồ ăn. Đó. Thì bây giờ thí dụ mình coi cải lương, coi nhạc, coi trên là tất cả cái ở trên gum trên mạng đồ đó, thì quý vị mình thấy coi nó nhàm quá rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ lo tu thôi quý vị, để sao coi hội coi hàng, coi tiên của Phật mới ngoan bớ chằng. Coi là coi được Phật được trời, có phép lạ của tiên của thánh. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ coi được thấy ông trời là tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Như vậy thì quý vị mình biết đó, có những cái cách để mà chúng ta vô hội tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Một là như tôi nói là chúng ta có một cái phước báo là chúng ta được phần thưởng thứ nhất, có cái thân bằng vàng ô kim, gọi là ô kim vàng ấy ngàn căn, dương gian muốn đổi lập thân cho tròn. Cái thứ hai đó là Đức A Di Đà lập Long Hoa Đại Hội cho quý vị mình vô hội rồi đó, mới định ngôi phân thứ quay cuộc bình cho giảng quốc chư ban đó. Thì mỗi một người có là bảo địa. Nãy bảo thân là bảo thân rồi đó, là bây giờ tới bảo địa. Bảo địa là gì quý vị biết không? Miếng đất báo bằng vàng. Chúng ta đó chỉ đứng một chỗ như thế này, chúng ta dòm cái khả năng mình dòm đó. Thí dụ như mình dòm thấy 2 cây số là mình dòm tới đó 2 cây số nha. Mình quay một vòng, quay một vòng là tròn đó là 2 cây số, 2 cây số, 2 cây số, 2 cây số. Như vậy thì thí dụ là mình dòm thấy 10 cây số là miếng đất mình 10 cây số. Mình dòm xa nữa là do cái nhãn quan của quý vị, nếu mà dòm xa đứng một vòng tròn thì Đức Từ Phụ A Di Đà sẽ cho chúng ta một cái miếng đất báo bằng vàng quý vị, gọi là bảo địa. Báo thân rồi, hồi chưa tôi có nói báo thân, giờ tôi không dằn lại chỗ đó nữa. Nhưng mà nói bảo địa là miếng đất báo bằng vàng quý vị. Đất bằng vàng nhưng mà thảo mộc bằng châu, ở trong đó là lưu ly xích não, sa cừ xích châu, mỏ não, pha lê, vàng bạc, bảy báo quý vị ạ. Mà Đức Thầy cho biết là cái thứ ba, Đức Thầy nói là cảnh Tây Thiên báo ngọc đài lầu. Ráng tu tỉnh tìm nơi an dưỡng kệ hiền đức sau này được hưởng. Gọi là tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay gì đó. Bây giờ là quý vị mình thấy đó, Đức Thầy nói đồ lao muốn lánh sớm nghe ta bố thí. Hai vợ chồng đạo này nè, bố thí. Nhưng mà phải chì chay nha mấy đệ, không biết có ăn chay trường chứ tôi chưa biết nha. Đức Thầy nói bố thí chì chay giữ giới mà Phật đạo trao dồi, tâm tánh lợi giác thiền chuyên trở lúc can qua. Vậy thì đồ lao là gì? Đồ lao là chiến tranh á. Đồ lao muốn lánh, muốn lánh cái đó là quý vị biết sao? Sớm nghe ta là nghe thầy. Thầy nói đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, rồi bố thí chì chay giữ giới mà Phật đạo trao dồi, tâm tánh lợi giác thiền chuyên trở lúc can qua. Thì bây giờ chúng ta có miếng đất báo bằng vàng là bảo địa, rồi cái lâu đài báo đó là cảnh Tây Thiên báo ngọc đầy lầu, ráng tu tỉnh tiệm đó ăn dưỡng đó, thì đó là bảo lâu. Bảo lâu là cái lâu đài báo, cảnh Tây Thiên báo ngọc đầy lầu. Còn nếu quý vị mình không về Tây Phương Cực Lạc ở đại hội Long Hoa
thì Đức Thầy nói là phương Nam gạn ngọc chói lò, lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung, chứ không phải là mấy tòa đài ở đây đó mình cắt nhà lầu biệt thự đồ này kia cái nọ ha, cắt biệt thự này biệt thự kia biệt thự nọ, nhưng vậy thì không có được quý vị. Ở đó là cắt bằng kim cang bắt quại, lưu ly xích não xa cừ xích châu mỏ não pha lê vàng bạc bảy báo, thì gọi là cái này đó là kim cang bắt quại, không có mưa bão, không có sóng thần nào mà tiêu diệt được hết, là vĩnh viễn trường tồn quý vị ạ. Cái số đó là vĩnh viễn trường tồn. Chúng ta có cái thân bằng vàng ô kim, không có sanh lão bệnh tử, xong không có sanh già bệnh chết luôn. À, như vậy thì Đức Thầy nói kim thân thị hiện là nhất trừ tử sanh. Có cái thân bằng vàng ô kim là không bao giờ. Chữ ô là gì? Chữ ô là đen, chữ kim là vàng. Mình bây giờ có bạch kim và mỹ kim không, không có vàng ô kim nha. Vàng ô kim rất là hiếm. Nhưng mà sau này chúng ta có cái thân bằng vàng ô kim, gọi là ô kim vàng ấy ngàn cân, không người nào nặng, không người nào nhẹ, không người nào nặng, mập, không người nào ốm, không người nào cao, không người nào thấp, là tất nhiên có một khuôn một bằng vàng ô kim không, có thân bằng vàng ô kim không. Nhưng mà đặc biệt có cái đó là không còn cái tướng nữ nữa quý vị. Ông Phật Nam không, toàn là Phật Nam không, toàn Phật Nam không. Cho nên đó là chúng ta có được đó là bảo lâu rồi còn thêm gì nữa quý vị? Bảo điểu. Bảo điểu trong cái vườn của nhà mình đó, là vườn nhà mình đắp bằng vàng, thảo mộc bằng châu là cây cỏ đó, là tất nhiên là trong đó là bằng kim cang bắt quại không quý vị. Mà chim mà ở trong cái vườn của mình đó là chim ca lăng tầng già nè, khổng tước nè, minh mạng nè, phụng hoàng nè. Vậy thì bốn loại chim này đó là nó thay phiên ra nó hót. Nó hót là thí dụ mình nghe là giáo lý của Đức Phật A Di Đà là nghe tối thượng thừa thì nó hót theo tối thượng thừa. Rồi cái phụng hoàng nó hót khác, rồi khổng tước nó hát khác. Nó hót ra là nó kêu tên là, nó kêu lên là toàn là pháp của Phật không. Nó mỗi một lần nó hát lên là giống như quý vị mình bắt kinh Phật vậy đó, mà bắt giảng của thầy vậy đó. Là khổng tước, mình đâu có cần xài thu băng hay là xài đĩa, xài điện thoại gì, là xài iPhone gì đâu. Là lúc đó là khổng tước minh mạng, quý vị mình với phụng hoàng rồi đó, là quý vị mình biết đó là những cái loài chim báo này gọi là bảo điểu. Bảo điểu rồi quý vị mình biết là ở trên đó nó có nhiều cái phần thưởng, gọi là tu hành gặp cảnh vui mừng tội thai là vậy đó. Cho nên ở đây tôi nói 8 cái vui ở cõi cực lạc, là quý vị mình biết là chúng ta đã thần thức nhập khai sen tinh hảo. Thì ở đó là từ thân cho đến chỗ ngồi cũng sen hào quang thay thế trăng đèn, thần thông thay thế tạo thiền ngựa xe. Không có còn nói tới cái mình muốn đi đâu, đi cúng dường cho Đức Phật đó ha. Là quý vị ơi, đi có một giờ một à, mình nghĩ là tới. Còn nước mà nhẵn trạch đó, mình uống vô quý vị, nước ở đó uống vô cái tự nhiên con người nó thoát ra mồ hôi. Nó thoát ra mồ hôi đó, là không có còn tiêu tiểu quý vị gì, cuộc y thực muốn chi đủ thứ. Y là áo, còn thực là ăn. Muốn ăn gì có đó, mình tưởng tự nhiên là có thích cái món đó. Mà đồ thực phẩm là ngon cỡ nào ngon, đẹp cỡ nào đẹp, nhưng mà đồ cũng đồ chay không. Cho nên là cuộc y thực muốn chi đủ thứ, y là áo, còn thực là ăn. Muốn mặc cái gì có đó, mình muốn mặc màu gì thì có đó. Mà đi cúng dường Đức Phật đó, thì là quý vị biết là đi trong chỉ nổi mọi trong khúc giờ. Muốn cúng dường Đức Phật thì tự nhiên khởi cái tâm cái là nội trong giây phút là tới để cúng dường cho Đức Phật. Rồi gọi thì chúng ta có đó là bảy báo. Rồi bắt đầu quý vị mình biết là cõi cực lạc có cây thác bảo. Đó, như vậy thì có cái cây thác bảo đó. Quý vị mình muốn nhìn về quê hương xứ sở của chúng ta đó, là chúng ta lỡ cái cây thác bảo có lưới gào 7 lớp lan can. Nhưng mà tiếng gió khua đó, là cái lưới đó nó khua với nhau vậy nè. Nó lắc với nhau, nó đụng với nhau vậy là ghen ra cái pháp của Phật không quý vị. Nó đặc biệt như vậy đó. Tiếng gió gieo tiếng pháp ngăn gian lòng nghe thơ thớ nhẹ nhàng tiếng tu đó. Như vậy thì khi mà nghe gió tới đó là những mảnh lưới đó nó cọ với nhau lại. Thì lúc này đó quý vị ơi nghe pháp của Phật nữa. Nhưng mà mình muốn về nhìn về quê hương xứ sở của chúng ta đó, lỡ đó tự nhiên mình giờ muốn về cái cảnh giới nào, muốn gặp cha mình, muốn gặp mẹ mình, muốn gặp người thân mình là ai, muốn gặp cảnh giới nào, lỡ đó cái tự nhiên mình muốn cái dòm gặp hết, thấy hết luôn. Cho nên Đức Thầy nói là A-di-đà nhìn xem khắp cõi đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức, kẻ tâm trí mau mau tỉnh thức.
Tâm trí là gì quý vị? Tâm trí Đức Thầy nói trong lục tỉnh ai là người trí? Nhiều khi người ta nói kỹ sư là người trí, bác sĩ là người trí, tiến sĩ, khạc sĩ là người trí, khoa học là người trí. Thật sự là Đức Thầy không phải như vậy. Đức Thầy nói trong lục tỉnh ai là người trí, mau thức thờ tầm đạo nhiệm sâu, phiên văn đừng chia áo ghẻ bao, hợp tác gieo chồng giống quý, coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó dắt nhiều. Thả thiện từ bến dắt năng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa, trời sáng ra cái lại thấy trưa, rồi năm cũ đó rồi qua năm mới 12 tháng mà còn mau tới, thì tuồng đời cũng chống đổi thay, chữ phù văn phú quý nay mai. Phù là gì quý vị? Phù là nổi lên, văn là mây trôi. Của thế chẳng như bọt nước, làng mây thăng ta còn gài đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hẹp. Như vậy thì khi mà chúng ta thấy được là cái đời nó là giả tạm như vậy, thì chúng ta cần nhất là tu quý vị. Tu mau kẻo trễ hở người ơi, trần gian sụp đổ đến nơi đây rồi, công danh phú quý bạc tiền là tuần mộng ảo, giấc mơ mau tàn. Tiền tiền bát bát gian gian, càng thu cho lắm lại càng khổ thân. Mai sau cách biệt dương trần, hai bàn tay trắng có phần nào đâu. Chưa chi bằng thức tình tu mau, kiếp kỳ long hỏi cùng nhau thanh nhàn. Chưa mau mau nhẹ bước xuống thòn, đò chiều chiến chót rước toàn người tù. Vậy đó mới hạnh phúc chứ. Cho nên lời xưa người cổ còn ghi những chuyện lạ kỳ nay có hay chưa? Có chưa quý vị? Có phải không? Ủng hộ cho đồng đạo đó, ông chàng phát tay quý vị. Bởi vì Đức Thầy nói lời xưa người cổ còn ghi những chuyện lạ kỳ nay có hay chưa? Chưa là với kẻ chẳng ưa, chứ người tâm đạo biết thừa tới đâu. Cái người có tâm đạo rồi đó, biết thừa tới đâu. Bây giờ thấy là diễn biến trên thế giới là khủng khiếp, rất là phức tạp. Nào là động đất, sụp đất, mưa bão, sóng thần, lũ lụt. Hết mưa bão chỗ này, kế xảy ra động đất chỗ kia, rồi đói đau chết chóc chia lìa. Nhân sanh trong lúc đàm đìa thiên tai, nạn trời khắp đông tây gieo rắc. Thêm nạn người Nam Bắc hoành hành, chỗ này chưa dứt chiến tranh ký nghe, chỗ nọ khởi hành đảo binh. Sau này ông báo nói là giặc chạy lăn xăng giặc chạy tầm bậy, đánh nhau tầm bậy, nước nào ở đâu đánh đó, dạng nghèo thấy khó thấy ngó dạng nghèo, người thác bá bèo người thác, rồi đâu tan nát đâu. Thế thầy nói bốn tới chừng đó là bốn phương có giặc, không phải một hướng nào đâu, đến chừng đó là bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết tiết tha tha. Dậy sớm mau kiếm chữ Maha Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Maha là gì quý vị? Maha là đại đạo. Maha thòn nhã dọn rồi đa bước xuống đi qua bến giác mà. Sao hở chằng chờ ta réo mãi, văn tình xem giảng cứ ngâm nga. Nhưng mà ngâm nga hiểu nghĩa là đáng kim ngà. Ngâm nga đó diệt khổ tới bên nè. Như vậy thì quyền bí nhiều lời chỉ thiệt xa, bổn đạo gắn tâm cho cặn kẻ lòng lành thì Phật độ khỏi tinh ma. Đó. Cổ ngữ hằng ghi thậm khổ đa, tặng diệt nhân gian trực tiên pha. Lão giả hậu quy nhân ấu giả, mà ly kỳ thiên định dĩ thiên la. Đoạn này là cái đoạn nho. Quý vị mình hiểu không ạ? Hiểu rồi khỏi giải thích. Không hiểu giải thích ạ. Giải thích thêm đoạn này nữa bắt đầu mình nghĩ ha quý vị. Cổ ngữ hằng ghi thậm khổ đa, tặng diệt nhân gian trực tiên pha. Lão giả hậu quy nhân ấu giả, ly kỳ thiên định dĩ thiên la. Nghĩa là chờ đà sắp đặt ly kỳ đến ngày trả quả ầm ĩ biết bao. Vậy thì ở đây đó muốn nói là cổ ngữ là gì? Cổ là xưa, mà ngữ là cái lời nói, nói ra rồi ghi chép lại. Cổ ngữ hằng ghi thậm khổ đa, chữ thậm là sâu kín, mà chữ đa nó là nhiều. Vì cái khổ còn sâu kín, cái khổ còn nhiều, chưa dạch hết cho chúng sanh nhân loại biết đâu, còn nhiều cái khổ. Gọi là cổ ngữ hằng ghi thậm khổ đa. Nhưng mà tặng diệt nhân gian trực tiên pha. Tặng là gì quý vị? Tặng là tiêu. Tặng là cùng, mà diệt là tiêu. À, như vậy thì diệt tiêu cho tới cùng, gọi là tặng diệt nhân gian trực tiên pha. Trực tiếp hay là gián tiếp, cho mình thấy luôn quý vị. Đó,
lão giả hậu quy nhân ấu giả, chữ lão là già, chữ giả là vậy, chữ hậu là sao, chữ quy là trở lại, lão giả hậu quy nhân ấu giả mà ly kỳ thiên định. Thiên định là trời định quý vị, chờ đà sắp đặt ly kỳ đến ngày trả quả ầm mì biết bao. Như vậy thì khi mà cơ thâm thì quả diệt thâm là đến ngày trả quả. Nào trong sách sử có lầm ở đâu? Người khôn đó nghe nói càng rầu, nhưng mà người ngu á nghe nói ngửa đầu cười reo, rồi sao sẽ thấy hùm beo khắp trong các nước hiểm nghèo đáng thương. À, con xin cảm ơn cô nghe. Xe chạy nhờ xăng, nói năng nhờ nước. Có nước thì chạy thêm chút nữa. Thưa quý vị, khi mà chúng ta thấy, nhận định được cái kiếp sống vô thường nó như thế, mà chúng ta biết đó là bây giờ còn mãi lọc lừa, chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này. Hiền lành chừng đó xâm vầy, quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi. À, mà mình đọc từ cái trên mà đọc xuống thì quý vị mình thấy nè. Lúc đó đó là chiến tranh nha. Bắt đầu là Phật truyền thâu hết phép thần. À, cứu an bá tánh một lần nạn nguy, phiên binh bốn phía tứ di, kể sao cho xiết chuyện ni sau này. Lớp thì thú ác dễ đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi. Kẻ hung đó là chừng đó là mồi, cho bầy ác thú đền bồi tội xưa. Bây giờ còn mãi lọc lừa, chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này. Mới tới cái câu là hiền lành chừng đó xâm dày, quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi. Đến đó thầy nói là ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời định phăng, thiên hoàng mở cửa các lăng, địa hoàng cũng mở mấy tuần ngục môn, mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Rồi nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng từng chỉ kẻ lòng tà gian. Ấy là đến lúc xê sang, tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Thì thưa cô chú anh chị em, thì không tu chừng khổ, gặp những cái cảnh khổ đó là cũng ơn cũng thận, mà tu hành là gặp cảnh vui mừng tội thay là những cái phần thưởng hồi lúc nãy mình nói đó, là gán tu nghe quý vị đó. Mà gán tu đắc đạo cứu của quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dày công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền. Bây giờ khi mà mình ăn chay rồi quý vị, nhưng mà làm cái lễ dỗ cho cha mẹ nhớ phải làm chay nghe quý vị. Ông bà cha mẹ chúng ta là có từ trần lúc nào không biết, tổ tiên chúng ta là có từ trần như thế nào không biết, nhưng mà phải làm chay nha. Làm chay mới đúng chân lý của nhà Phật. Phật trong kinh Vị Tần Hữu Đức Phật có dạy như thế này: xưa nay cúng mặn lỗi lầm thai, nay giác ngộ rồi đổi cúng chay. Tương muối rau dưa tuy đạm bạc, mà cơm canh hiếu thảo tỏ lòng ngay. Tương đời Phật để lời tao dạy, muốn thoát luân hồi chớ sắc sanh. Dù cho cha mẹ ông bà trăm năm mãn số cũng là chẳng sai, lòng lành là cúng cơm chay, chớ nên sát hại những loài thú kia. Dối rằng cũng để mà chia, đành đổ thú tội về mẹ cha. Mình ăn sướng miệng áo ca, mà vong linh cha mẹ phải xa đỏ đài. Thật là bất hiếu lắm thay, đừng để kẻ chết đắng cay thảm sầu. Chết rồi ăn có được đâu, phải nên suy xét cho sâu mới là. Đừng theo tả đạo ngoại tà, sát sanh hại vật cúng mà tổ tiên. Ấy là tạo sở xích xiền, cột kiền cha mẹ với miền Diêm La. Hành hạ đau đớn xót xa, phiền người tưởng tượng đến cha mẹ cùng. Cho nên Đức Thầy không ngừng kêu gọi. Đức Thầy nói là quải đơm cúng tế lệ xưa nay, sắc giặt trâu heo đứa mỹ bài. Kẻ mắc cho ăn si khó hiểu, người còn bạc đãi lạ lùng thay. Cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ chay. Trong sạch nghĩa nhân dày mới đáng, hồn linh siêu thoát,
nhã cao bay. Thì kính thưa cô chú cùng anh chị em, trong cái buổi đàm thoại vắn tắt buổi tối ngày hôm nay, đến đây xin tạm ngừng tiếng và dứt lời. Cũng không quên thắp nén lòng cầu đến mười phương chư Phật và quay linh của tổ thầy gia trì hộ độ cho tất cả chư vị có mặt trong chuyến đi này. Khi mà trở về nhà, ơn trên sẽ gia hộ quý vị mình đa phước, đa tài, đa phú quý, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, tấn qua cực lạc, tấn sang niết bàn. Tu vui, tu khỏe, tu nhàn, tu về cực lạc, sen vàng đỡ chân. Chưa. Lời chúc cuối, con xin chúc cùng tất cả, chúc đường tu mau hối hả tiến nhanh, chúc liên trì sen báo được điểm danh, và xin kính chúc được đạt thành ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam mô A Di Đà Phật. Rồi xin tạm chia tay quý vị mình. Nếu mà buổi sáng thì có sinh hoạt thì tôi sẽ tâm sự tiếp. Còn nếu mà không có sinh hoạt thì